Đây, tắm cho hai ông thần nè. Ông thần núi và ông thần nước. Con 2 mét. Con hơn 2 mét xíu. Con này dứa. Đó, anh em nào xem YouTube thì đã biết tới dứa rồi ha. Dứa nó dài hơn 2 mét xíu à. Còn đây là vi cá. Cá này mình chưa có đo, nhưng mà nó cũng sắp xỉ 1m8, 1m7 đó mày. À không, nó cỡ 1m6 à. Còn con này nè, hơn 2m nè. Các bạn thấy ri cá nó mập ghê không? Ri cá này là nó ăn cá trê á, tôi cho nó ăn cá trê. Đó, ăn coi cái bụng nó kìa. Đang có chửi nha các bạn. Tắm cho thân nó. Con này nó sắp lột rồi. Còn con đi cá thì nó vừa mới xong cái quá trình đục mắt, thì nó cũng chuẩn bị sắp lột rồi. Khói thì nó đang đục nè các bạn. Thầy khói mắt nó đang đục nè. Mấy ông kêu đáng giả nè. Đây, kích thích không? Mục đích mà tắm để cho mấy con rắn thì giúp cho cơ thể nó sạch sẽ thôi. Cái thứ hai nữa là giúp cho nó có đủ cái độ ẩm để nó hoàn thành cái quá trình lột da nó tốt hơn, nó diễn ra trơn tru hơn. Các bạn thấy không? À, đối với những cái con rắn mà các bạn nuôi, nó có hai loại thì rắn cạn và rắn nước. Cũng có những con rắn nó sống cái môi trường là nửa cạn nửa nước, thì đa số tụi nó đều cần một cái độ ẩm nhất định để tụi nó lột da và cũng như là hoàn thành quá trình lột da một cách dễ dàng trơn tru. Có những con mà các bạn nuôi thấy lâu quá nó không có lột á, hay là nó lột mà kiểu lột đứt đoạn á, thì những cái con đó là nó đang bị thiếu cái độ ẩm, da nó lột không có hoàn thành hết được một cái chu trình lột. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì, chủ yếu là tắm cho nó để nó mát mát mẻ nè, tinh thần của nó tụi nó thoải mái hơn, với lại giúp cho tụi nó có đủ cái độ ẩm để tụi nó hoàn thành cái quá trình lột da nó tốt hơn. Các bạn thấy nó tình thương mến thương không? Đó, con đi cá nó đang nằm lên người của con sói nè, thấy dễ thương không? Đó, lâu quá là mình không có làm clip với bé dứa. Còn bé đi cá này mình đặt tên nó là bé cam ha, tại vì nó màu cam. Còn dứa này thì nó có một cái sự kiện đặc biệt lắm, mình mới đặt tên nó là dứa nha, nhưng cái sự kiện nó không tiện chia sẻ đâu. Thì xấu nước sơ sơ thôi, còn chà người này kia nọ thì mình cũng phải chà cho nó, nhưng mà bây giờ một tay đang cầm máy, một tay thì tương tác với tụi nó thì mình cũng không thể nào mà mình chà được, chà rửa được cho tụi nó. Thì tí nữa mình tắt máy quay mình chà cho tụi nó sau. Đó, nói chung là xấu nước, nó đem nó vô cái nhà tắm hay gì đó, xấu nước cho tụi nó mát mát. Ở đây mình đang có tới 8 con rắn lận, nhưng mà chỉ có 2 con này là bự nhất, với lại nó đang
đang lọt nữa. Mà cái chuồng của tụi nó thì rắn nước á, thì mình không có cần tắm, rắn nước là mình tắm để cho nó sạch cái rêu thôi. Tại vì cái con ri cá này, con bé cam của mình để cái hồ ở đằng trước cửa, nắng nó chiếu vào, thành ra là cái hồ nó có đầy rêu luôn, nên mình tắm cho nó để nó sạch rêu. Còn con quỷ này nè, con long thừa này, thì cái chuồng của nó mình lót bằng gỗ thông á, gỗ thông thì nó hút nước, thành ra nó hơi khô, mình tắm cho nó để nó mát mát lại. Đó giờ là mấy ngày mà kiểu bây giờ đang lập đông mà sao không hiểu sao nó nóng kinh khủng, thì mình tắm cho nó tránh hiện tượng sốc nhiệt luôn, tắm mát thôi chứ không phải là ngâm nước lạnh đâu. Được cái mấy con này mình nuôi mình thấy nó hiền cực kỳ các bạn. Đó, mặc dù nó giật giật, nó khè khè vậy đó, nhưng mà chưa bao giờ nó cắn. Với lại bọn rắn này thì cũng không có đặc, cả hai đều là dòng đột biến hết. Con này là đột biến albino bạch tạng, còn con này là đột biến khối của dòng rắn hổ châu, rắn long thừa đó các bạn. Còn con này là rắn ri cá nè, bự như con trăng vậy. So với cái tay mình nè, đó bạn thấy không, nó bự ngang ngửa luôn, có khi nó còn bự hơn nữa nè. Nó bự hơn cái tay mình nữa. Ôi trong này nóng quá, xó cho nó mấy cái nữa tắt máy quay, mình tắm cho nó một cách nghiêm túc hơn ha. So cái thân con bị cá với cái chân của mình nè, khủng khiếp không, quá xá luôn. Tắm thì nữa, tắm nhiều vô thì tụi nó quen rồi. Có nhiều con các bạn để vô cái phòng tắm á, nó quậy kinh khủng, thì do các bạn tắm ít, cứ mỗi tuần các bạn tắm định kỳ vậy đó, thực sự nó quen thôi. Đó, nó làm im như các bạn tắm luôn nè. Ri cá hay đang có bầu không? Cũng nhiều lần bận quá không có chăm sóc được cho con khói này, mình cũng muốn cho nó theo chủ mới, nhưng mà kiểu mình nuôi mình thấy nó ngoan hiền các bạn, nó nghe lời nên thôi giữ nuôi luôn, chứ cũng tính cho đi mấy lần rồi. Nó dài hơn 2 mét rồi nha các bạn, nó cao hơn mình rồi đó, mình không tới 1m8 đâu, mình có 1m79 nè, nhưng mà nó thì nó cao, bây giờ nó dài hơn mình luôn. Nó hơn 1m8 rồi, mà nó hơn mình cả khúc luôn á, mình nghĩ nó tầm 2m1 á. Dạo này cũng ít cho nó ăn, kiểu cỡ hình như là sau một tuần mình cho nó ăn 4 con chuột bạch, riêng con khói nè, 4 con chuột bạch cho một tuần nha. Đó ra nó không có được mập lắm, nó hơi ốm. Còn ri cá, con ri cá này thì mình cho nó ăn cá trê đó, mình chèn cái hình cho bạn xem, mình cho nó ăn cá trê đó, thì cũng một tuần con cá trê. Nói chung nuôi bọn bò sát á, thì cái thức ăn của tụi nó mình không có lo lắm, thức ăn của nó dễ kiếm cực kỳ luôn. Thấy ghét không, nó cho bạn ngắm khoảng cách hai đứa chạm mặt nhau, cái hộ gồng gồng đó mày. Rồng hết rồi. Ăn cái rồi, ăn cái rồi. Dễ thương lắm. Nè, ở đây nó có dài cái mảnh da, nó đang lột sơ sơ nè. Mặc dù là chưa có ấy xong, nó chưa có hết đục mắt nữa mà nó đã bắt đầu lột ở những phần da đầu nè. Thấy không, chắc do nãy mình cầm mình bỏ nó vô hộp á, da nó bị chóc, nhưng không sao, không ảnh hưởng gì tới quá trình lột da của nó hết. Rồi thôi, bây giờ mình kết thúc video tại đây ha, mình tắm lại, mình chà rửa cho nó kỹ hơn.
rồi mình thả nó lại chuồng thôi. Đó, lâu lâu mình quay mình cập nhật mấy con rắn của mình cho bạn xem. Ở đây chỉ là hai con bự nhất của mình thôi, còn tới 8 con rắn nhỏ nữa. Nói chung là bữa giờ mình đi ngoài đồng ngoài vườn á, rắn bắt được nhiều lắm. Cứ mỗi ngày đi là mỗi ngày bắt được à. Nên bây giờ nhiều lắm. Mình có một con khói nhỏ nữa. Nhưng mà khói nhỏ thì chưa tới mức phải đắm, tại vì chuồng nó mình xếp riêng. Rồi hẹn lại bạn ở cái clip tiếp theo ha. Nhớ like, share, subscribe ủng hộ mình nha.